Xin chào anh em nhé Hôm nay Ken Shop giới thiệu với anh em ba mẫu bật lửa Jojo cực kỳ độc đáo mới về Một trong những mẫu VIP của hãng Jojo nổi tiếng mà anh em yêu thích Đầu tiên em sẽ giới thiệu đến anh em mẫu đồng nguyên khối vàng bóng Đồng nguyên khối vàng bóng Và em sẽ giới thiệu cho anh em về cơ chế rất kỳ quái của nó Khi nhìn như thế này thì nhiều anh em ắt hẳn là không hiểu sử dụng như thế nào Nhưng anh em để ý xem chỉ cần một nút bấm đơn giản thôi Anh em chỉ cần một nút bấm đơn giản thôi Cơ chế tự động sẽ hoàn toàn lên lửa cơ chế tự động hoàn toàn lên lửa được chưa ạ rất kín xăng nhạy lửa đó anh em đóng lại và lên lửa rất kín xăng nhạy lửa vậy thì cây này có gì đặc biệt em sẽ mô tả cho anh em vì cơ chế hoàn toàn tự động thế nên là người ta đã thiết kế một chiếc khóa an toàn rất tiện lợi anh em để ý khi không sử dụng anh em có thể vặn chốt khóa an toàn này lại và hoàn toàn chiếc bật lửa này không thể sử dụng được nữa dù ấn bất kỳ vào đâu bất kỳ vào đâu được chưa ạ khi anh em để trong túi quần hoặc để ở bàn làm việc hay để ở nhà, kể cả trẻ con có nghịch sử dụng cũng không thể bật lên lửa được. Đó, khi anh em muốn sử dụng thì anh em mở chốt khóa an toàn này lên, mở chốt khóa an toàn này lên và anh em chỉ cần tác động một nút bấm. Một nút bấm là hoàn toàn lên lửa. Chống nước, chống gió tuyệt đối nha anh em nhá. Không thể tắt được. Được chưa ạ? Đó. Và anh em có thể nhìn thấy là cơ chế của nó hoàn toàn độc đáo với chỉ một nút bấm bất kể anh em thuận tay trái hay tay phải đều có thể sử dụng rất dễ dàng với một nút bấm là lên lửa vậy thì cơ chế đổ xăng của cây Roro siêu phẩm này là như nào tất cả chất liệu toàn thân hoàn toàn bằng đồng khối tất cả các chi tiết hoàn toàn bằng đồng khối trừ bánh đá được chưa ạ đây em sẽ mở bên trong ra hoàn toàn thân ruột hoàn toàn bằng đồng và bên này có một con ốc để anh em dễ dàng thay đá em sẽ mở cái lút chặn xăng này lên nút chặn xăng này lên anh em sẽ nhìn thấy một lỗ để châm xăng vào đây rất dễ sử dụng được chưa ạ rất dễ sử dụng và đặc biệt anh em có thể thấy là cái răng của cái nút chặn xăng này hãng đã đưa vào thiết kế để cho đảm bảo tuyệt đối cái sự không bay hơi xăng không bay hơi xăng lên dùng rất lâu và anh em để ý là thể tích cái chiếc bật lửa Z561 này cái thể tích bên trong bông của nó rất lớn chứa được nhiều xăng nên anh em dùng 7 đến 10 ngày mới hết xăng là chuyện bình thường nha anh em nhé là chuyện rất bình thường và có thể hơn đó em sẽ bật lại thử cho anh em xem đó được chưa hiện tại về bên Ken shop ba mẫu như thế này ba mẫu như thế này đầu tiên em đã giới thiệu về mẫu đồng nguyên khối vàng bóng và đây là mẫu số 2 là mẫu vàng bụi vàng xước mẫu vàng bụi vàng xước tôn vinh lên vẻ đẹp cổ điển của cái cơ chế được sinh ra vào những năm 40 của thế kỷ trước Cơ chế này được sinh ra vào những năm của thập niên 40 thế kỷ trước. Hoàn toàn giống nhau, chỉ khác bởi chất liệu. Vàng xước cho anh em yêu thích, toàn thân đều bằng đồng khối. Và đây nữa là một mẫu đồng cổ, là một mẫu đồng cổ. Toát lên vẻ hoài cổ để cho những anh em yêu thích sưu tầm, được chưa? Toàn thân bằng đồng khối, tất cả bằng đồng khối từ chặn xăng cho đến các chi tiết khóa an, an toàn rồi búa cam tất cả các thứ đều bằng đồng khối và nó được thiết kế khá là độc đáo để cho những anh em nào yêu thích những dòng độc lạ không thể đụng hàng. Được chưa ạ? Và hiện tại ba mẫu này bên em đang bán đồng giá là 460.000 một chiếc, 460.000 đồng một chiếc, bao ship cho anh em đến tận tay. Anh em kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tại nhà. Hàng không chất lượng anh em xin trả về cho em. Hàng không chất lượng anh em xin trả về cho em. Anh em không thích nhận hàng mà không thích trả về cho em. Còn nếu anh em yêu thích thì vui lòng để lại số điện thoại ở dưới comment để Ken Shop sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho anh em. Em xin nhắc lại với một cây bật lửa siêu vip như này, toàn thân bằng đồng nguyên khối rất nặng tay, rất nặng tay đó. Giá cũ đang bán là 650k. Hôm nay Ken Shop sẽ chia lửa cho anh em yêu thích sử dụng mẫu cổ quái như thế này với cơ chế hoàn toàn tự động với khóa an toàn giá 650k hôm nay Ken Shop xin chia sẻ với anh em một ngày duy nhất với giá không thể tưởng tượng nổi là 460k bao ship tận tay anh em tặng một lọ xăng nhỏ và tặng một ống đá 6 viên để cho anh em sử dụng nhé đó nên anh em có thể hoàn toàn yên tâm với một siêu phẩm như thế này được chưa ạ Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo tạm biệt anh em